Anh Bình à, em thì nói chung là một người rất lịch sự. Bây giờ anh có cơm ăn chưa? Rồi xin mời Quốc Thuận chúng mình xuống để chuẩn bị dùng bữa trưa. Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Ri, bảo hành lên đến 10 năm. Chị Phượng ơi, chị cần em phụ gì không để em phụ? Wow, chị nấu canh cua đâu đây hả? Đúng rồi Thúy Nga. Ủa chị ơi, chị biết không, cái món này là cái món mà em cực kỳ mê, mà đặc trưng của người miền Bắc đó chị. Đúng rồi Thúy Nga, cái này nhà mình thích lắm. Hồi xưa mà mình với anh Bình mà quen nhau là toàn là ăn món này không à. Vậy đó hả? Nhờ ăn món cua đâu đây mà quen nhau đó. Trời ngon quá chị. Chị là một cái người rất là chăm chỉ siêng năng, mà anh Bình là kết hợp vô một người rất là thông minh và có một cái trí tuệ sáng tạo mỹ thuật tuyệt vời. Cảm ơn Thúy Nga. Thực sự ra thì mỗi người có một cái sở trường, phát huy rồi nhường qua nhường lại nhau thôi. Mình làm món canh cua rau đay, thịt luộc với rau, với lại cá lóc kho tộ. Trời ơi, em đang ăn kiêng đó chị Phượng ơi, chị giúp em làm sao lát nữa chị nấu dở dở để em ăn ít lại. Chứ ngon quá mà em ăn một cái em no, một cái là em lên mấy ký em sợ lắm. Em chào anh chị chai lọ. Dạ. Trời ơi, bây giờ thì Quốc Thuận đã thấy chai lọ rồi nghe. Mời cả nhà vào. Mời Quốc Thuận Thúy Nga uống nước nha. Dạ. Dạ con chào hai bác. Dạ con chào hai bác. Dạ hôm nay đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hôm nay thì hai chị em Thuận với Thúy Nga đến với một ngôi nhà phải nói rằng là cái điều ấn tượng nhất đó chính là ngôi nhà này mang tên ngôi nhà cho lại. Trước tiên thì chắc có lẽ mời anh chị giới thiệu về các thành viên trong gia đình của mình. Tôi là Bình và đây là Bích Phượng bà xã. Chào chị Phượng. Đây là bố mẹ vợ của tôi, là bố Chức và mẹ Liên. Con chào hai bác. Trước tiên là cho Quốc Thuận hỏi là hai bác năm nay được bao nhiêu cái sừng xanh ạ? Tôi thì 83 tuổi. Wow, 80. Hai bác rất là đẹp đôi. Đúng rồi. Và rất là khỏe mạnh. Dạ. Anh Bình, cho em hỏi cái bộ gia đình mình uống rượu dữ lắm anh. Ôi trời, sao hỏi gì vậy? Tại thấy chai nhiều quá mà chai rượu. Tại sao chị không hỏi là nước ngọt mà hỏi rượu? Trời ơi nè, đó xung quanh là rượu không, mấy cái chai này là chị nhớ là chai rượu, Thúy Nga nhớ chai rượu. Thật sự ra thì những người mà yêu Bình á thì sưu tầm những chai rượu hay là những cái vỏ chai thì thường lại là không biết uống rượu. Cái chính của mình là mình sưu tầm những cái chai rượu mẫu. Dần dần mình xin về nhiều, mình mới có một cái ý tưởng là mình sẽ làm những cái món đồ nội thất gì đó trong gia đình mình. Anh cho em hỏi hình như là anh có học trường mỹ thuật ra nữa phải không? Thực sự thì tôi không có học mỹ thuật, nhưng mà thực sự là nhà tôi thì lại học mỹ thuật nhiều. Đã như ba tôi cũng là họa sĩ, như má vợ tôi cũng là họa sĩ, cũng vẽ. Chứ còn chính của tôi là tôi học về kỹ thuật cơ. Nhưng mà cái ý tưởng là anh thực hiện những cái sản phẩm từ chai lọ này là từ khi nào? Thì cách đây chắc cũng gần 20 năm rồi đó. Là khi đó, khi mà tôi bắt đầu tôi lập gia đình thì bắt đầu là mình cũng gom góp được những cái vỏ chai đó. Thì dần dần khi mà nó nhiều quá thì mình mới nghĩ là mình sẽ làm một số món đồ nội thất trong gia đình để mình kỷ niệm. Ví dụ như là hồi đó tôi hay làm món đồ này tôi tặng như kỷ niệm ngày cưới rồi hai vợ chồng chẳng hạn, hay là sinh nhật ở xã, tặng cái đèn hay là cái gì đó. Sự anh em vào đây em rất là ấn tượng. Đây là cái bàn là hình cái chai, dưới này chai, ghế là chai lọ. Những cái này là anh tự thiết kế hết? Đúng rồi, tôi tự thiết kế. Thì là những cái chai khi mình làm rồi thì những cái nắp mình dư thì mình sẽ tận dụng để mình làm hết, nghĩa là mình không có bỏ cái gì cả luôn đó. Cái món quà đầu tiên mà anh Bình tặng cho chị đó là món quà gì? Cái bộ bàn ghế này nè anh Thuận. Như là 20 mấy năm rồi nè. Đúng rồi. Anh làm bao nhiêu lâu thì xong? Chắc cũng phải mấy năm, 2 năm. Tại vì cái thời gian mà mình sưu tầm những cái vỏ chai cho nó đồng bộ thì nó lâu. Cái quan trọng là cái đó, xong bắt đầu mình về mình rửa rồi mình khoan, rồi bắt đầu mình thiết kế ra. Nhưng mà lúc ảnh làm trong 2 năm vậy là ảnh giấu giếm chị hay là ảnh công khai cho chị biết? Đúng rồi, Thúy Nga là không biết đâu, ảnh cứ đem chai lọ về thôi, bí mật mà không biết làm gì hết. Ra mình cũng rất là bực mình, hồi ban đầu mình nói, trời tại sao mà chai lọ lững kỉnh tùm lum trong nhà hết. Không có Thuận nào muốn hỏi cái điều đó đó. Ban đầu mình cũng càm ràm lắm, cũng la dữ lắm, nói tại sao mà để tùm lum chai lọ nó không có gọn gàng gì, nó không có sạch sẽ. Nhưng sau đó thì từ từ bắt đầu anh mới làm những cái thiết kế rồi mình mới thấy có cái là chị hết hồn đó, phải không? Ngưỡng mộ. Anh Bình với chị Phượng là quen nhau bao lâu rồi ta? Nếu mà tụi tôi quen nhau thì cũng lâu á. Thì nếu mà tính đến cái năm nay mà nữa thì là 21 năm á, là dọn về sống chung với nhau. Nhưng mà trước đó thì quen nhau chắc cũng 6-7 năm nữa. Như vậy là tình yêu của hai người là bắt đầu là cách đây là 27 năm. Dạ. Nhưng mà cái lúc có chị Phượng quen ảnh á, chị Phượng có phát hiện ra ảnh bị bệnh nghiện chai lọ không? Thôi mình không hề nghĩ luôn. Không hề nghĩ ra luôn hả? Không biết uống rượu, không biết hút thuốc. Anh có nhớ cái lần đầu tiên mà anh gặp chị Phượng á là anh ấn tượng điều gì ở chị không? Tôi gặp bà xã lần đầu tiên đó thì trong một cái dịp sinh nhật một người bạn thôi. Mình ấn tượng ở cái dáng vẻ nhỏ nhắn dịu dàng thôi. Thế còn chị Phượng thì sao? Ấn tượng anh là anh dí dỏm. Dí dỏm. Anh nói chuyện là cười thì không à. Thì thường những người mà có cái năng khiếu về mỹ thuật hay là nghệ thuật của chị là nói chuyện rất là vui tính, điển hình là em với Quốc Thuận nè. Nói chuyện xàm lắm đó chị chuẩn bị tinh thần đi. Bác Liên, bác cho con hỏi là chàng rể của bác trong mắt bác là như thế nào? Hiền lành. Hiền lành hả? Mà thương vợ. Thương vợ. Đúng rồi, 21 năm là thương lắm chứ. Bác trai nãy giờ ngồi đây bác rất là hiền lành. Bác có muốn nói lời gì về con rể của mình không? Bình ấy thì rất là thành thật, cũng vui tính nữa. Dạ. Thượng và Thúy Nga rất muốn biết cái tình cảm của anh dành cho chị, và ngược lại chị lúc đó là đáp lại cái tình cảm của anh Bình là như thế nào? Thì khi mà chúng tôi quen nhau thì vẫn còn là sinh viên, mà ngày xưa thì nó cũng là hiền lành hơn bây giờ nhiều. Đúng rồi. Nên ngày xưa cũng đi học rồi thì rảnh thì tạt qua trường của nhau hay là đưa đón nhau đi học một chút, nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi thì đó là đạp xe đạp sái cổ luôn anh. Rồi đó có đạp xe đạp và sẽ đi xe sạc ly nhỏ nhỏ. Vậy là chị là thuộc dạng người khá giả đó. Rồi đó mà chị chạy sạc ly chạy qua chạy lại lóc. Lúc đó là phụ huynh có biết không? Giấu phụ huynh đó. Lúc đó bác có biết là chị Phượng là có một cái chàng trai theo đuổi như vậy không? Con về phải kể chứ. Bao lâu thì hai anh chị mới cưới nhau? Lúc quen là chắc năm 92, chỉ năm 99 là tụi tôi đám cưới. Ê, mình vô mình phỏng vấn cái gia đình chai lọ mà giống như chương trình Vợ Chồng Son quá. Không phải. Tại vì bây giờ khổ cái là chương trình mời Quốc Thuận, mà Quốc Thuận lại bị bệnh. Hồi nào đi giờ là bị bệnh. Bây giờ là đi chương trình nào không phải riêng chương trình là Gõ Cửa Thăm Nhà đâu. Và bây giờ thì mình xin mời hai vị khách mời đi tham quan nhà một vòng cho nó biết cái ngôi nhà cho lại là như thế nào. Thấy chưa Thúy Nga? Đó, điểm nhấn nhà là 4 con chuồn chuồn. Đây, lên đây. Ở đây chân dung của các nhân vật nổi tiếng. Ở đây là những nhân vật mà mình yêu thích á, mình vẽ bằng ốc vít. Ôi trời đất ơi. Ngoài cái chai lọ đây là bức hai vợ chồng vẽ. Đây là đằng sau nè, nó biết ai không? Biết ai không? Những con người. Không, thế này các bạn. Đây là những cái chai rượu nha. Ủa, biết. Đây là những cái chai rượu á. Hình những nhân vật. Ủa anh, nhưng mà đây là những cái tượng mà. Không, cái tượng nhưng mà thì là trong nó chứa rượu. Ảnh sưu tập được chai rượu hình Thúy Nga luôn kìa. Hình Thúy Nga nè. Hình Thúy Nga. Đó, bây giờ Nga nhìn đi. Còn cái này là bằng... Ở đây là những cái đồ uống nước mình cũng tự làm. Đây, Thúy Nga nhìn đi. Nút chai. Đó, đây gọi là cây hạnh phúc. Chắc có lẽ đây là các thành viên trong gia đình mà có liên quan đến anh Bình và chị Phượng. Wow. Trời ơi, anh đã thiết kế được cái giường hình tròn là từ đúng rồi đó. Cái giường này mười mấy năm rồi. Không, cái giường này mà khi mình làm á thì nó ngang của nó là 2m2. Khi đó các cháu nó còn nhỏ lắm. Thì nằm chung được. Là cả bố. Các cháu nó mới nói chứ thầy bố làm cái giường thật là rộng để có khi tụi nó không có phòng riêng, nhưng mà tụi nó lâu lâu tụi con nhảy qua tụi con nằm ngủ ké. Thì nên nó gọi là cái giường này gọi là giường 3D là vậy đó. Giường 3D là 3D nghĩa là vừa đủ, vừa độc và vừa đẹp. Đó, nó hay gọi là vậy. Đó, để mà đủ cho một gia đình đôi khi lâu lâu ngủ trên một cái giường này. Đủ, độc, đẹp gọi là bả đi như vậy. Tại vì mê mấy cái chương trình mà bạn muốn hẹn hò quá nên phải làm một trái tim giống như là bạn muốn hẹn hò. Là khi nào muốn hẹn hò thì cần bật đèn cái thôi là hẹn hò. Vậy hôm nào chắc chắn là phải mời anh Quyền Linh tới đây. Đây nè, đây tấm ảnh cưới có rất nhiều chữ ký. Đêm cưới là hồi đó của mình đó là mình cũng chụp một tấm xong để cho khách ký tên luôn. Dạ. Cái nhà của anh á, anh thiết kế rất là chu toàn đẹp như vậy á, thì em nghĩ là cái thời gian anh làm cho những cái sản phẩm, những cái sáng tạo của mình nó mất thời gian và anh không còn làm được việc khác luôn á. Không, thực sự ra ví dụ như mình nói cái này là công việc nó kéo dài mà mình không có một cái mốc nào để mình phải hoàn thành hết, thì mình cứ từ từ mình làm thôi. Như là mình gom được nắp chai hay vỏ chai tới đâu mình làm tới đó. Với lại thường thường là những cái món đồ này á, mình sẽ làm mình sẽ tặng cho con gái vào cái dịp này, tặng cho con trai vào cái dịp kia hay là cái gì đó. Và Quốc Thuận nhìn thấy là trên mỗi một cái phòng là anh đều đặt tên một loại rượu, đúng không? Một loại rượu. Phòng vodka, rồi phòng rum. Wow. Thì đây cũng là những cái chai rượu đó. Đây cũng toàn bộ là những cái chai rượu hết á. Quá đẹp luôn á, những cái chai rượu này là anh phải sưu tầm trên toàn thế giới chứ. Đúng rồi. Thấy là thì cái bộ sưu tập này cũng là một trong những bộ sưu tập lớn của Việt Nam mình. Đúng rồi, chứ ở ngoài không bao giờ có đâu. Anh Bình ơi, ở dưới là một cái cây, mình thấy là một cái cây hoành tráng rồi. Rồi lên đây mình thấy nguyên cái cây này, mình thấy nó còn dữ hơn nữa. Đây có thể gọi là cây này là cây đại thụ nè, đúng không? Rồi anh Bình. Wow, chị Nga, lên đây. Đây là khu làm việc của anh Bình đây, hồi nãy giờ là Quốc Thuận đang muốn hỏi, là thường là anh làm việc ở đâu, ở chỗ nào, thì bây giờ là thấy rồi, đây, cái xưởng của ảnh nè chị. Đây là, đây là cái chỗ làm việc của tôi. Đó là trong năm 2020 anh có cái dự án gì ấp ủ và anh muốn làm hay không? Tôi đang gom góp á một số lượng chai rất là lớn. Tại vì tôi tính là một căn phòng nhỏ trên cái sân thượng á, để dành tặng cho con trai của tôi. Nó như một cái nhà nhỏ bằng chai không thôi. Đẹp lắm ha. Thì tôi đang muốn làm cái nhà đó, tại vì cháu muốn có một cái không gian riêng mà rất là đặc biệt ở trên cái nóc của cái tòa nhà. Và cháu nó muốn vậy nên hai bố con sẽ cùng làm, nhưng như mình cũng truyền một cái đam mê lại cho cháu để hai bố con cùng làm. Bây giờ cái quan trọng là mình đến đây mình đã leo đến tầng 3, tầng 4 rồi. Đói rồi. Anh Bình à, em thì nói chung là một người rất lịch sự. Bây giờ anh có cơm ăn chưa? Rồi xin mời Quốc Thuận chúng mình xuống để chuẩn bị dùng bữa trưa. Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Ri, bảo hành lên đến 10 năm. Chị Phượng ơi, chị cần em phụ gì không để em phụ? Wow, chị nấu canh cua rau đay hả? Đúng rồi Thúy Nga. Ủa chị ơi, chị biết không, cái món này là cái món mà em cực kỳ mê mà đặc trưng của người miền Bắc đó chị. Đúng rồi Thúy Nga, cái này nhà mình thích lắm. Hồi xưa mà mình với anh Bình mà quen nhau là toàn là ăn món này không à? Vậy đó hả? Nhờ ăn món cua rau đay mà quen nhau đó. Trời ngon quá chị. Chị là một cái người rất là chăm chỉ siêng năng, mà anh Bình là kết hợp vô một người rất là thông minh và có một cái trí tuệ sáng tạo mỹ thuật tuyệt vời. Cảm ơn Thúy Nga. Thật sự ra thì mỗi người có một cái sở trường, phát huy rồi nhường qua nhường lại nhau thôi. Mình làm món canh cua rau đay, thịt luộc với rau, với lại cá lóc kho tộ. Trời ơi, em đang ăn kiêng đó chị Phượng ơi, chị giúp em làm sao lát nữa chị nấu dở dở để em ăn ít lại chứ ngon quá. Mẹ ăn một cái em no, một cái là em lên mấy ký, em sợ lắm chị Phượng ơi. Nổi tiếng quá nên là phải ráng làm cho thịt là ngon. Chị Phượng là người Bắc đúng không? Sinh ở Sài Gòn. Mẹ thì người miền Tây, còn ba thì người Bắc. Cách nấu ăn của chị là em thấy nó đậm cái phong cách của người Bắc lắm. Nhất là cái món canh cua rau đay là em nhìn là em biết chỉ có người Bắc mới biết cách làm này thôi. Hôm nay cái thực đơn nấu ăn của chị là gồm những món gì? Đây mời Thúy Nga coi. Hôm nay mời Thúy Nga. Thực đơn cũng có bảng luôn hả chị? Cái này là bảng cũng DIY luôn. Tự làm. Anh Bình tự làm canh cua rau đay nè, cà pháo mắm tôm, thịt luộc rau thơm, cá lóc kho tộ, trái cây bốn mùa. Wow, thì có đây giống như là một cái khách sạn hay nhà hàng á. Ngày nào gia đình chị ăn cái gì cũng ghi thực đơn như vậy luôn. Ví dụ như các con thích thì ghi đây là hôm nay mẹ nấu cái này nha. Hôm nay thì mình ghi cái thực đơn lên cho mọi người biết. Đây là chương trình sẵn luôn, đây là chương trình Thúy Nga vào bếp nha quý vị. Đây là món canh riêu cua rau đay của người Bắc. Khi mà nấu nước riêu xong thì chúng ta bỏ thêm cái nước xương hay là nước thịt heo luộc vào, thì cái nước nó sẽ rất là ngọt và ngon và thơm. Và cái người phụ bếp của Nga đó là chị Phượng, còn Nga là nấu chánh nha quý vị. Khách tới nhà đó mà cuối cùng thành chủ cả luôn, ác thiệt. Nãy giờ con đi tham quan vô nhà đã thiệt các bác ơi. Tranh thủ lúc bà chị con ở chổng đang phụ chị Phượng nấu ăn, con ra đây con muốn hỏi hai bác một số chuyện. Hồi nãy con nghe cái giọng của bác Liên á, là con đoán là bác chắc là gốc miền Tây đúng không bác? Đúng rồi, Sa Đéc. Sa Đéc, con của miền Tây đã. Còn bác là ở Nam Định hả bác? Dạ. Ủa, một người ở Nam Định còn một người ở Sa Đéc thì làm sao mà gặp nhau được? Tỉnh Bắc Dương Nam. Tỉnh Bắc Dương Nam. Lần đầu tiên là bác gặp bác Liên này là ở đâu? Trước kia thì đi ở miền Tây á, thì đi hái sen á, đi bên miền Đồng Tháp làm sen không à. Ủa nhưng mà lúc đó là bác đi đâu ạ? Cũng đi chơi với bạn bè. Cái lần đầu tiên là bác gặp bác Liên là ở trong đầm sen. Ở đầm sen. Ở đầm sen Sa Đéc. Ở lúc đó bác có còn nhớ là lúc đó là bác Liên như thế nào không ta? Lúc đó còn xinh lắm á. Xinh là... Ủa bây giờ không xinh hả? Đó trẻ. Lúc đó thì bà ấy vẫn bà ấy đội cái nón xong rồi đi ra ngoài đầm sen đó. Mấy người bạn kia thì quen, thì cũng đi qua đi lại vậy, xong rồi biết vậy thôi. Nhưng mà cái chính là ở Nha Trang á. Ở Nha Trang. Lúc trước đó là bác trai thì ở Nha Trang làm việc ở Nha Trang 2 năm, thì bác làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cái mới vô làm cái đổi ra Nha Trang. Cái bà nói ôi con gái ra ngoài Nha Trang mà đâu có người quen đâu mà sao con đi làm. Nói không, tại con biết Nha Trang, ba cho con đi đi. Bác á, thì là con trai Bắc, còn bác Liên á là con gái miền Nam. Vậy thì khác biệt vùng miền như vậy thì có trở ngại khó khăn không anh? Tôi thích cái tiếng của miền Nam ấy. Dạ. Sao của miền Nam ấy. Dạ. Thích lắm. Còn bác có thích tiếng của con trai Bắc không? Cũng thích. Phải nói là để có được hạnh phúc tuổi vàng như thế này, đây không phải là tuổi vàng nữa mà có thể gọi là tuổi kim cương đó bác à, thì chắc chắn là hai bác đã phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, trở ngại rồi để có được cái cuộc sống giống như cho tới bây giờ. Quan trọng là mình yêu thương và đồng thời mình biết nhiều gì. Dạ. Thì nhiều lúc tôi cũng bật với bà đó, nhưng mà qua xong cái đó cái tôi thấy là ý mình tha thứ thôi, chứ mình không có để ý thôi. Bây giờ nó vẫn sinh hoạt bình thường, mình không có cái gì là trở ngại hết. Xin chúc hai bác thật nhiều sức khỏe. Bây giờ chúng mình vô ăn cơm. Dạ. Cảm ơn. Hôm nay con có nấu một bữa cơm gia đình, có mời anh chị Quốc Thuận và Thúy Nga đến dùng cơm với bố má và với gia đình chúng con. Xin mời cả nhà dùng bữa. Dạ. Mời con mời hai bác. Em mời anh chị. Đây là con gái út của chị hả? Đây là con gái út. Còn thiếu một cháu trai, cháu có đi làm. Nữ ra là trưa nay không có nhà. Đây 4 người đang thiếu bạn trai. Con trai đây. Là chị có 2 người con. Khi mà Quốc Thuận nhìn thấy là có cá lóc ở đây là mình rất là thích. Bà ơi, bà có gắp tới thịt trong, con gắp cho bà nè. Xin mời cả nhà, xin mời cả nhà. Mời anh Bình. Món này là món đặc trưng ở nhà mình hay ăn. Đó. Nhưng mà ở nhà thì thay đổi món rất là nhiều. Tại vì các cháu nhỏ thì nó khoái ăn đồ chiên. Dạ, đúng rồi. Chiên xào. 4 thành viên trong gia đình là có thường xuyên ăn cơm nhà với nhau không anh? Anh tối thôi. Bà xã bà làm ở sân bay thì cũng thất thường. Dạ. Anh thì buổi trưa anh không ăn ở nhà rồi, nên ở chỗ làm. Nên Còn hai bác thì có thường xuyên sang đây ăn cơm không hai bác? Ít lắm. Thực ra nhà bố má thì như tụi anh thì về đó ăn nhiều hơn. Là bố mẹ cũng lớn tuổi, bố mẹ đâu đi lại nó cũng chậm hơn mình. Cái bữa cơm gia đình bao giờ cũng là ngon và là rất là ấm cúng. Thật sự Nga là nghệ sĩ chứ Nga toàn ăn cơm gia đình không à. Chỉ khi nào mà lâu lâu bạn bè có cái dịp hội họp thì mới tập trung thôi, chứ hầu như lúc nào á em cũng phải về nhà ăn cơm với mẹ. Khi mà mình nhớ đến bữa cơm gia đình á thì cái điều đầu tiên chị nhớ đó là cái điều gì? Sau một ngày mà mọi người đều đi làm, gặp gỡ bạn bè hay là đồng nghiệp rồi á, khi về nhà có nhiều chuyện nói chuyện với nhau lắm. Những cái lúc đó là những chia sẻ thoải mái nhất và gần gũi nhất. Nhất là trong bữa cơm gia đình hơn là những cái giờ khác. Ví dụ như mình có thể coi tivi chung Mình có thể làm việc chung với nhau nhưng mà bữa cơm gia đình vẫn là cái giờ mà để mình kể cho nhau nghe những cái gì trong ngày nó thân thiện mà nó gần gũi nhất. Trong gia đình có những lúc khóc giận hờn nhau hay bực bội lẫn nhau á, thì cái bữa cơm gia đình khi mà nói chuyện được thì nó giải tỏa. Và hôm nay thì em cũng cảm ơn chị Phượng và anh Bình đã nấu cho tụi em một bữa ăn quá trời no. Hai món mà em ăn quá lố đó là món cà pháo và món canh rau đay. Em ăn nhiều mà em ngại luôn, dĩa cà pháo này hết là một tay chị đó Quốc Thuận. Hết cả nhà cùng ăn luôn đi. Dạ. Mình ăn này xong rồi mình ngưng đi chứ mình ăn nhiều quá không có tốt đâu đó. Để mà hết chén đó dạ. Còn Bin là nó đang muốn ăn nữa đó anh. Trời ơi, thấy nhìn cái chén hoài mà mặt kỳ lắm. Cái mặt kỳ cục lắm nữa không? Trên bàn không có thấy nồi cơm thấy nó ngại gì đâu á. Để sớm chị cho thêm một lâu lắm rồi em mới ăn hai chén đó nghe. Ở nhà ăn cơm với vợ con đó mà ăn thêm chén thứ hai là đôi mắt quấy nhìn bằng đôi mắt hình viên đạn á, nó trời sao không ăn gì đâu mà ông mập quá trời mới nó ăn hoài vậy. Rồi hết ngon buồn khổ buông luôn buông chén cơm luôn. Chị hiểu với em ghê ha. Hiểu. Nhìn vào đôi mắt của chị em cũng hiểu á. Hiểu gì? Thèm canh lắm đúng không? Thì đó còn nguyên tô canh kìa dòng cũng quên ăn đi nha. Nãy giờ là húp 8 chén rồi đó, bây giờ chén này chén thứ 9 nữa. Nha, thêm cơm nha. Dạ thôi chị, em thì con gái, phận là con gái chỉ thích ăn canh thôi chứ không dám ăn tinh bột. Khổ tâm dễ sợ luôn vậy đó. Cảm ơn anh chị nha. Phải nói là bữa ăn nhỏ nhưng mà chất lượng to. Phải nói rất là ngon. Lúc nãy thì em có thấy cái bức thư mà ở trên lầu của anh viết cho con á, là anh viết cho các con đúng không? Đúng rồi. Thì là anh có chia sẻ được cái tình cảm của mình đối với con cái một cách thầm lặng trên một lá thơ. Năm nay con trai Minh Quân của bố đã là một chàng trai 20 tuổi rồi. Cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Môi trường đại học, những người bạn mới và những điều thú vị ngoài xã hội đã làm cho con trai của bố trở thành một người bận rộn và ít chịu ở nhà hơn. Có lúc bố đang tự hỏi, đã bao lâu rồi hai bố con mình chưa có dịp ngồi chung với nhau để cùng nói về những ước mơ của mình. Nhưng bố nghĩ chắc là con thật sự có một lý do cho mình. Gia đình mình rồi sẽ luôn luôn tràn ngập niềm vui bên nhau. Phải không con trai? Hứa với bố nhé. Nhưng mà đối với bố mẹ vợ thì có bao giờ anh chia sẻ một cái tình cảm gì của mình cho bố mẹ vợ không? Với bố mẹ vợ của tôi á, thì ông bà rất là đơn giản, sống đơn giản mà sống giản dị lắm. Ông bà cũng ít khi mà tổ chức những cái gì gọi là lễ lạt hay là kỷ niệm hay là làm cái gì mà rình rang á. Trên 20 năm mà khi mà tôi làm rể của ông bà, mình cũng theo cái gương của các cụ á, mình cũng sống đơn giản, mình cũng thực tế hơn á, chứ mình không có nói những cái lời mà đôi khi là lý thuyết ngọt ngào hay là cái gì đến với các cụ. Thì hôm nay con cũng như vợ chồng con, gia đình con cũng xin gửi đến bố má những cái tình cảm biết ơn của tụi con đối với bố má. Tụi con chúc bố má lúc nào cũng luôn mạnh khỏe và sống vui với gia đình của chúng con. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ba má. Thành thử ra là tụi con bố má nhận nơi đây tấm lòng biết ơn của tụi con. Bố má rất biết ơn các con cho bà má có những cái dịp để bày tỏ cảm nghĩ của mình. Đời sống rồi nó có nhiều những cái khó khăn nhưng mình những cái khó khăn đó mình vượt qua được. Thì mà mình đứng vững trong cái thời buổi này đó là một cách tốt nhất mà chúng ta có thể sống đơn giản để đem lại cái sự hạnh phúc cho nhau. Kỷ niệm 50 năm của hai bác, con và Quốc Thuận đến thăm nhà của anh chị Phượng và anh Bình thì là tụi con cũng có một món quà nhỏ muốn gửi tặng cho hai bác và chúc hai bác luôn luôn sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc vui vẻ, an vui với con cái. Quốc Thuận cũng như là chị Thúy Nga xin đại diện cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà xin được gửi tặng cho gia đình một món quà đến từ thương hiệu Ri. Đây là nồi áp suất dung tích là 6 lít. Rất là an toàn, tiện lợi và nấu ăn rất là nhanh. Một cái điều mà khiến cho Quốc Thuận cũng như là chị Thúy Nga ngày hôm nay đến với gia đình đó chính là ngoài những cái điều đặc biệt là những cái chai lọ ra, trong ngôi nhà cho lại này thì một cái ấn tượng đó chính là cái bữa ăn gia đình. một bữa ăn rất là ngon. Cảm ơn Quốc Thuận, cảm ơn Thúy Nga. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thay mặt chương trình thì các con xin kính chúc ông bà hãy luôn luôn vui tươi như thế này, trường thọ, viên mãn và tất cả mọi điều tốt lành đến với ông bà. Cũng như là xin chúc cho gia đình một ngôi nhà cho lại sẽ luôn luôn đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc và mọi điều thuận lợi, may mắn. Và thực sự ra thì mình nói là ở một cuộc sống hiện đại bây giờ đó, thì mình nói như mình nói là một bữa cơm gia đình thì nó luôn là một cái mơ ước của nhiều người. Còn mình cũng vậy, nhưng mà thực sự ra mà để mà lúc nào cũng đầy đủ thành viên thì nó cũng rất là khó. Tại có người thế bận việc này, có người bận việc kia. Hôm nay thì rất tiếc là không có con trai Minh Quân của tôi. Cháu thì cũng là một trong những người mà phụ tôi rất là nhiều trong những cái công việc mà cha loại. Cháu là con trai mà. Thì hôm nay thì tôi cũng muốn nói với cháu là sẽ có dịp khác rồi con sẽ được gặp những thần tượng, những nghệ sĩ mà con yêu thích. Khi mà con coi chương trình thì con cũng nhìn lại rằng mọi người cũng vậy, ai cũng nhìn về một bữa ăn gia đình với một cái tình cảm, với một sự trân quý rất là lớn. Nên đây thì có cái món quà tặng cho Quốc Thuận và Thúy Nga. Ôi trời. Đây là món quà, nó cũng là nó ăn đặc trưng của ngôi nhà chai lọ. Đó. Wow. Rất là dễ thương luôn. Đây, khi ngôi nhà cho lại đây. Cái này là gương mặt của em đó anh. Ở trong gala cười đóng vai cô khoai lang nướng đó. Hay quá. Hy vọng rằng là đây sẽ là một điểm đến của rất nhiều người đến tham quan, tham quan những điều đặc biệt ở tại ngôi nhà cho lại này. Một lần nữa thì cho phép Quốc Thuận cũng như là Thúy Nga xin thay mặt chương trình xin kính chúc gia đình chúng ta thật nhiều sức khỏe. Và rất mong sẽ có một dịp mà gần đây nhất hai chị em Quốc Thuận và Thúy Nga sẽ quay trở lại ngôi nhà cho lại này.